Xin chào mọi người, mình đã trở lại. Các cụ có câu là công cha như Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vì thế mà hôm nay là kỷ niệm ngày 2 tháng mà mình vào Sài Gòn làm việc. Mình xác định là tặng mẹ mình món quà để gọi là cảm ơn cái công ơn dưỡng dục của mẹ mình. Cảm ơn mẹ sinh ra con một người quá đẹp trai, tài năng và hoàn hảo. Mặc dù là 12 năm con đứng bên lớp. Và mẹ rất khó chịu. Và bên cạnh đó thì con cũng xin cảm ơn mẹ đã sinh con ra vào đúng ngày 9 tháng 12 để con có thể trúng được cái mini game của Hải Triều. Đâu rồi, đâu rồi? Đây, cái áo là áo trúng được mini game của Hải Triều. Có chữ ký của anh Tuấn Hưng. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cửa đồng hồ nhá. Tên tới rồi. Đó là cửa hàng Hải Triều Premium Watches. Thì lần trước á, mình cũng đi mua một đồng hồ của mình á ở bên cửa hàng của Hải Triều, nhưng mà nó đồng hồ giờ tầm trung thôi. Hôm nay là cửa hàng này thì nó sẽ tập trung vào những đồng hồ mà giá hơi cao một chút, dành cho kiểu nó hơi hàng kiểu luxury một chút đó mọi người. Vào xem nhá. Thank you chị. Chào ạ. Dạ vâng ạ. Chào chị ạ. Đồng hồ nam hay nữ ạ? Em muốn mua đồng hồ nữ chị ạ. Cho mẹ em ạ. Dạ rồi. Mình đã tham khảo trước thương hiệu nào chưa anh không? Em thấy thì là em mua em tầm giá từ 7 triệu đổ xuống ạ. 7 triệu đổ xuống như dây hay như kim loại ạ? Chứ có tư vấn cho em cả hai được không ạ? Dạ, ok. Mình đã tham khảo thương hiệu Global nha. Dạ vâng ạ. Bên trong đây là dây da anh không? Bên ngoài là dây kim loại. Cổ tay của cô lớn hay nhỏ? Bằng của em chị ạ. Nếu như vậy là cũng lớn rồi. Có một cái form mặt màu trắng đây nè. Cái form này thì cái mặt của nó dạng nó hơi oval một xíu khi lên tay vậy nó ôm. Em có thể xem được không ạ? Dạ, mẫu này thì giá là 6.380 lên ha. Dạ vâng. Cái mặt của nó bên trong là khảm xà cừ á, mình nhìn mình thấy nó giống như vỏ ốc, khi mà ra nắng thì nó phản lên là 12 là 7 sắc cầu vồng luôn. Cái dây của này là dây da bò, nhưng mà nó thiết kế dạng như dập vân da rắn rất là lạ. Cái form này rất là dễ đeo lên tay, da ngâm đeo cũng ok, mà da trắng đeo thì càng đẹp nữa. Đó, chị có thể cho em xem lại một thêm tầm 2 mẫu nữa được không ạ? Dạ. Yeah. So, tức so bên em thì gọi là bánh chạy. Đó, ok. Thử xem một mẫu khác các bạn nhé. Chị có cái nào mà dành kiểu như là, vì mẹ em hay mặc kiểu áo phông ấy, kiểu mẹ em hay mặc kiểu trẻ trung ấy ạ. Nếu mà trẻ trung á, mang dây kim loại thì nó sẽ hơi đứng, nó sẽ hơi cứng hơn. Mang dây da thì nó trẻ hơn. À, em thấy bên này á, em thấy có cái hãng này, chị có xem hãng này không ạ? CK đúng không ạ? CK, dạ ok. Ok, thử xem đốt hãng này hãng cuối nhá, rồi mình sẽ quyết định. CK thì thiết kế nó trẻ em ha, nhưng mà nó một cái khuyết điểm á là mặt cứng của xe là kính cứng. Không phải kính sau phim nó sẽ không có chống chạy được. Nếu mình còn cái đồng hồ có độ chống chạy tốt thì CK nó không có đáp ứng được. Vâng. Vì nó thì chống qua đặt. Cái này mình có cái mẫu này không hả chị? Form này. Form này em thấy là có, mà em thấy cái màu trắng này ạ. Nó khác à, cái mặt nó khác nhau nha. Vâng, cũng được ạ, tương tự cũng được ạ. Được rồi. Mẫu này thì bên em cũng vừa về. Cái mức giá của nó hơi nhỉnh nó một xíu so với tiêu chí mình đề ra. Là mẫu này mức giá là 8.060. Wow. 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 Mẫu này thì thời trang rồi. Nếu được chị cái đeo thử lên tay chị được không ạ? Để vì để em ướm vào tay mẹ em ấy. Chắc mẹ em cũng bằng tay chị thôi là cùng. Dạ tay em thì eo vừa. Thế tóm lại hiện giờ là em đang phân vân cho ba mẫu này á. Thì em không biết là mẹ em thích hay không thì để em gọi cho mẹ em trước anh nhá. Rồi em sẽ quyết định sau ạ. Vâng, cảm ơn chị ạ. Alo. Alo, mẹ em đâu chị? Đây, mẹ đây, mẹ đang bận. Alo. Con đây, mẹ đang bận à? Mẹ đang bận làm gì đâu? Đang từ gọi một phút thôi, nói luôn. Alo. Này con bảo mẹ thích đồng hồ không? Mẹ thích đồng hồ, mẹ không thích gì đâu. Nhưng mà thôi, bởi vì là bởi vì đang tính là sắp tới sẽ có lương nên là con muốn mẹ tặng một cái đồng hồ nhá. Không, lương gửi cho tôi, anh tôi mua đồng hồ, tôi đang cần đồng hồ, tôi không có gì để con chỉ hỏi chứ không có tiền để mua cho mẹ đâu, chứ con chỉ hỏi là mẹ thích nào hơn thôi, chứ không có tiền tặng mẹ đâu. Chứ con nói là mẹ đang làm đâu cho cô, mẹ không có đồng ý con hỏi lại nhá. Dạ vâng rồi. Mẹ mình quá phũ, nói vậy thôi nhưng mà con cái này có là không mà đúng không? Mình sẽ mua các bạn ạ. Bây giờ chị ơi, cho em xem lại ba chiếc đồng hồ em vừa chọn đấy ạ. Cái này thì là bao tiền chị nhỉ? 6.380. Mẫu này là 6.440. Mẫu này là 8.060. Chị ơi, cho em hỏi giả như là em mua về á, mà là tức như là còn nguyên mác ấy, nếu mà mẹ em cũng thích á, em có thể mang lại đổi được không ạ? Trong vòng 7 ngày anh ha, với trường hợp mình chưa sử dụng, chưa tháo những cái lớp bọc như thế này của đồng hồ bên em ra, thì em sẽ đổi cho mình một mẫu mới ngang giá hoặc trên giúp em. Rồi.
Rồi ạ. Thế là em chỉ được lấy cái mà đắt hơn hoặc là bằng giá nhau. Dạ đúng rồi. Không, mình có thể lấy hai mẫu nhỏ tiền hơn vẫn được, nhưng mà mình lấy hai cái. À hai cái. Hai cái thì okay. Vẫn được. Rồi, vậy em lấy mẫu hành mẫu này cho anh. Vâng. 6.340.000 đã ra đi. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Ở kia có một cái rất là giống cái của Sơn Tùng trong cái MV Chạy Ngay Đi á. Nhưng mà cái kia đó là mấy trăm triệu, nó là cái hãng cái gì hút lọt hay sao ấy. Còn đây là Bulover. Ờ, Bulover. Okay. À, trước em ở đây được không chị nhỉ? À, được. Tí thì vô duyên ý. Đây này, 13.300.000 các bạn ạ. Đẹp nhỉ? 24.100.000. Không bao giờ mình mới mua được nhỉ? Một thầy giáo nghèo. Thôi, mình phải ra ngoài ra vì mình nghĩ mình không đi vào chỗ này đâu. À, chữ của em đã thanh toán xong chưa ạ? Dạ, em thanh toán thôi, em có gì em chưa bảo hành cho em. Dạ rồi. Dạ. Đây là thẻ bảo hành chính hãng của Flomenac trên toàn thế giới, là cái thẻ này chị anh ha, ở đằng sau. Dạ. Thì nó sẽ có số series với ngày mua. Dạ. Và hiện tại là mình sẽ có ý định đổi nên em chưa có ghi. Dạ. Dạ rồi, đây là thẻ bảo hành của Hải Triều. Đồng hồ này của mình bảo hành chính hãng là 2 năm về máy. Hải Triều. Dạ. Hỗ trợ anh thêm 2 năm là 4 năm máy. Dòng của mình là dòng pin, em hỗ trợ là pin vĩnh viễn trọn đời anh ha. Thế mặt. Dạ. Kính là kính selfie thì nó sẽ chống trầy cho anh luôn. Mức sử dụng. Dạ. Nước của đồng hồ là rửa tay đi mưa, còn đi tắm đi bơi anh tháo ra. Dây da này anh hạn chế tiếp xúc một dưới nước một xíu nha. Các sẽ đảm bảo được nguồn của dây thôi. Em vào trong hộp. Dạ, em giới thiệu về chương trình khách hàng may mắn cho mình luôn anh nha. Dạ. Vì đầu tháng sau thì Hải Triều bên em sẽ dựa vào nông số đuôi điện thoại của mình vào với lại các loại sổ số miền Bắc dễ đặc biệt bằng là trên lệch, thì dễ nhất là anh có cơ hội trúng được một đồng hồ, người dễ nhì là một dây da hoặc là phiếu mua hàng trị giá 500.000. Cả lâu em cũng được trúng được Hải Triều dựa vào cái mini game này, cũng là ngày sinh chị ạ. Rồi em sẽ cố gắng em chơi quả này để em ăn được phát. Dạ. Đồng hồ nữa cho sành điệu. Rồi ạ, bên mình thì em có thể quẹt thẻ được đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Của anh là 6.380.000 được cơ. Vâng ạ, em gửi chị ạ. 6.380.000 bạn ạ. Rồi, hè đã ra đi. Tên tên tên. Rồi ạ, em cảm ơn hai chị ạ. Dạ rồi ạ, cảm ơn ạ. Cảm ơn hai chị ạ. Have a nice day, chúc hai chị ngày tốt lành ạ. Đón nhiều khách nhá. Rồi ạ. Cái này không có, bây giờ các bạn ra đường Sài Gòn là phải cầm này các bạn ạ. Kiểu như là phải cầm kiểu này á. Có hiểu không? Kiểu phải cầm kiểu này á. Em cảm ơn ạ. Thế là mình đã hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay, đó chính là mua một cái đồng hồ tặng mẹ mình. Tấm thân này có thể mất đi đồng hồ không để mất thật, các bạn nào phải để giữ về cho mẹ. Hãy đón chờ mình ở những cái vlog tiếp theo nhé. Bye bye.